Kênh điện tử Giao Phát xin chào anh chị ạ. Và chúng ta lại gặp lại nhau ở video clip sự kênh điện tử này. Nhưng mà lần này thì chúng ta đến công ty Scansia ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Và trên YouTube thì anh chị sẽ thấy kênh điện tử Giao Phát có rất nhiều video clip về giới thiệu cân, về hướng dẫn sử dụng, về hướng dẫn hiệu chuẩn hay là hướng dẫn sửa chữa. Thì để tìm xem lại những video clip mà chuyên về sửa cân điện tử không mà thôi á, thì anh chị gõ là cân Giao Phát sửa cân điện tử thì YouTube sẽ hiện ra đúng video clip này hoặc là những video clip về sửa cân điện tử mà thôi anh chị nha. Bây giờ chúng ta sẽ theo chân anh kỹ thuật viên đến công ty Scansia Pacific ở Nhân Trạch, Đồng Nai để sửa cân sàn điện tử. Và đây chính là dòng cân sàn điện tử Amlen DM8SS. Bên công ty Scansia đã gọi đến kênh điện tử Giao Phát và báo rằng là cân sàn điện tử DM8SS này nó nhảy loạn xạ, nó nhảy lung tung, nó nhảy không dừng. Và kể cả lúc mình cân cho đến lúc mình không cân thì nó vẫn nhảy. Thì đây là dấu hiệu của cái pin nó bị chai rồi, nó không còn khả năng lưu trữ điện được nữa. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu để mình nhận biết rằng là đến cái lúc mà mình nên thay cái pin này. Thì anh cân điện tử Giao Phát, anh kỹ thuật viên anh đang thay, như anh chị thấy ha. Thì quá trình thay nó cực kỳ đơn giản luôn, mình tháo đầu cân ra, mình thay pin mới này thôi. Rồi mình cố gắng mình làm cho cái giắc, cái cốt pin đó, nó ăn chắc vào cái điện cực để mình có di chuyển cái cân thì nó không bị rớt ra. Thì qua video clip này thì cân tự Giao Phát cũng mong muốn rằng là anh chị xem video này sẽ hiểu rằng là khi nào cái cân mình nó nhảy lung tung, nó nhảy loạn xạ như vậy á, thì ngoài cái nguyên nhân chuột cắn cảm biến, bị chuột cắn dây tín hiệu, những cái không có dấu hiệu bất thường hết mà cân nó vẫn nhảy, thì đó chính là cái dấu hiệu của việc cái pin nó chai và mình cần thay thế nó là xong thôi, là giải quyết được vấn đề. Và trên đầu cân thì lúc nào cũng có 4 đi số điện thoại hotline của công ty điện tử Giao Phát. Qua đó thì anh chị có thể dễ dàng hơn để liên lạc đến cân tự Giao Phát để hướng dẫn hiệu sử dụng, hướng dẫn hiệu chuẩn hay là hướng dẫn sửa chữa luôn anh chị ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái dạng cân sàn điện tử âm nền. Khi mà anh chị có nhà xưởng rộng thì anh chị chọn cái dạng cân âm nền như thế này gần như là một cái giải pháp mà tiết kiệm nhất cho anh chị. Tại vì lúc đó anh chị có nhiều xe nâng tay mà, có nhiều công nhân tham gia quá trình cân hàng này, thì mình âm nền cho mặt sàn cân nó bằng với mặt nền, mình di chuyển cái xe nâng tay nó rất dễ dàng hơn. Thì với phương án này nó tiết kiệm hơn rất nhiều so với dùng xe nâng điện á, để cân hàng hóa trên cái cân sàn mà lắp nổi á. Lắp nổi thì chỉ có thể dùng xe nâng điện thôi, thì lúc đó nâng lên hạ xuống. Còn ở đây thì mình lắp bằng mặt sàn cân nó bằng với mặt nền luôn, cho nên quá trình tham gia quá trình cân này nè, có nhiều công nhân, có nhiều xe nâng tay đẩy liên tục như vậy thì quá trình cân hàng nó diễn ra nó nhanh chóng hơn, nó liên tục hơn và gần như nó tiết kiệm hơn cái chi phí đầu tư ban đầu. Và để tìm mua hoặc là tìm công ty cân điện tử để sửa những cái cân sàn điện tử như thế này thì anh chị có thể truy cập đến website là cân giaophat.com hoặc là cân điện tử giaophat.com. đây là hai trong những website cân điện tử chuyên về cân sàn điện tử và chuyên hơn ở lĩnh vực sửa cân điện tử tận nơi anh chị ha. Và anh chị xem video clip này trên YouTube thì anh chị không cần tìm kiếm đâu xa, anh chị cứ kéo xuống dưới phần mô tả thì kênh tự Giao Phát đã cẩn thận để hai cái đường link bên dưới á, anh chị click vào đó thì dẫn đến hai trang web của công ty kênh tự Giao Phát. Và anh chị xem video clip này trên YouTube thì anh chị cũng đừng quên nhấn vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video clip này để nhận được nhiều hơn video clip về hướng dẫn sử dụng hay là hướng dẫn sửa cân điện tử anh chị nha. Hoặc là để lại nhiều cái lời comment, lời nhận xét bên dưới video clip này, kể cả việc hỏi giá hay là vấn đề về hướng dẫn sửa cân điện tử, thì để hết lại những lời comment bên dưới thì kênh điện tử Giao Phát sẽ lắng nghe và hiểu là anh chị đang cần hỗ trợ như thế nào thì sẽ phản hồi nhanh nhất có thể ạ. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video clip này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.